Trung Quốc sẽ tiếp tục mở cửa thị trường cho hàng hóa Việt Nam. Thủ tướng Trung Quốc khẳng định thúc đẩy hợp tác kinh tế, mở cửa thị trường cho hàng hóa Việt Nam, đặc biệt là nông, thủy sản chất lượng cao, khi gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính. Trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc chiều ngày 16 tháng 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh hai bên cần phát huy ưu thế địa lý và bổ sung lẫn nhau để đẩy mạnh hợp tác thực chất trên các lĩnh vực phát triển cân bằng, bền vững. Ông đề nghị Trung Quốc đẩy nhanh tiến độ mở cửa thị trường cho nông, thủy sản của Việt Nam, tạo điều kiện sớm thành lập văn phòng xúc tiến thương mại Việt Nam tại Thành Đô và Hải Khẩu, nâng cao hiệu suất thông quan, tránh xảy ra ùn tắc hàng hóa tại cửa khẩu. Thủ tướng Lý Cường khẳng định Trung Quốc luôn coi quan hệ với Việt Nam là hướng ưu tiên trong tổng thể chính sách ngoại giao láng giềng. Ông khẳng định Trung Quốc sẽ tiếp tục mở cửa thị trường cho hàng hóa Việt Nam, nhất là các mặt hàng nông, thủy sản chất lượng cao. Trung Quốc cũng mở rộng hơn nữa quy mô và nâng cao hiệu suất giao thương thông qua nâng cấp hạ tầng cửa khẩu, kết nối chính sách, xây dựng cửa khẩu thông minh, thúc đẩy thanh toán bằng đồng bản tệ. Hai bên nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả nhận thức chung giữa hai tổng bí thư về đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam, Trung Quốc cũng như những thỏa thuận, kết quả đạt được trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Thủ tướng Phạm Minh Chính hồi tháng 6 và các chuyến thăm cấp cao khác. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, nhất là với các dự án quy mô lớn, chất lượng cao, công nghệ hiện đại, tiêu biểu cho trình độ phát triển của Trung Quốc, mang lại lợi ích kinh tế và dân sinh. Thủ tướng đề nghị hai bên tăng cường kết nối giao thông và hạ tầng cửa khẩu biên giới, nghiên cứu hợp tác lập quy hoạch và xây dựng một số tuyến đường sắt ở khu vực phía Bắc Việt Nam, nâng cao năng lực vận chuyển hàng hóa cả song phương và qua nước thứ ba. Ông cho rằng hai bên cần nỗ lực thúc đẩy hợp tác du lịch sớm phục hồi như trước dịch Covid-19, phối hợp xử lý dứt điểm các vướng mắc tại một số dự án hợp tác trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, đẩy nhanh tiến độ triển khai các khoản viện trợ không hoàn lại của Trung Quốc dành cho Việt Nam. Thủ tướng Lý Cường cho biết đã chỉ đạo các bộ ngành Trung Quốc tích cực trao đổi với Việt Nam để thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác cụ thể, cùng nhau xây dựng chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất ổn định. Ông cho hay chính phủ Trung Quốc sẽ khuyến khích người dân đi du lịch Việt Nam và ủng hộ mở thêm các đường bay mới giữa hai nước và thúc đẩy triển khai các dự án viện trợ dân sinh, y tế, giáo dục tại Việt Nam. Thủ tướng Lý Cường gửi lời chia buồn sâu sắc đối với gia đình người thiệt mạng, lời thăm hỏi tới người bị thương trong vụ cháy lớn ở Hà Nội ngày 12 tháng 9. Hai lãnh đạo cũng nhất trí khẳng định tầm quan trọng của việc kiểm soát thỏa đáng bất đồng, duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tiếp tục thực hiện nghiêm nhận thức chung cấp cao và thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam, Trung Quốc. Hai nước tôn trọng các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhau, giải quyết tranh chấp, bất đồng bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, UNCLOS. Thủ tướng Phạm Minh Chính đang dự hội chợ Trung Quốc, ASEAN, CAEITO và Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại, Đầu tư Trung Quốc, ASEAN, CABIS lần thứ 20 tại thành phố Nam Ninh. Trong dịp này, các bộ, ngành, địa phương hai bên đã tổ chức một số hoạt động như lễ khởi động vận hành thí điểm khu cảnh quan thác Bản Dốc, Việt Nam, Đức Thiên, Trung Quốc, lễ khởi động xây dựng thí điểm cửa khẩu thông minh hữu nghị quan. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất. We'll be right back.